Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung sau đây. Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2023 là 5,0%. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Sau đây là nội dung chuyên mục. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có quyết định 2081 về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở. Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở là 5% một năm, tăng 0,2%. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2023. Trong năm 2021-2022, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 4,8% một năm. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2022, hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác hoặc cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình, sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi không công khai hoặc công khai không đầy đủ hoặc không chính xác thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của cơ sở mình. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản yêu cầu lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh báo cáo tình hình tiền lương và thưởng Tết của doanh nghiệp đối với người lao động trước ngày 25 tháng 12 năm 2022. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp, người sử dụng lao động rà soát, thực hiện đúng chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động, trong đó có cả việc khảo sát, nắm tình hình trả lương và kế hoạch thưởng Tết của các doanh nghiệp. Trường hợp không công khai quy chế thưởng theo đúng quy định, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 1 điều 17, Nghị định số 12 của Chính phủ. Cụ thể, phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: không công bố công khai nơi làm việc trước khi thực hiện như thang lương, bảng lương, mức lao động, quy chế thưởng. Theo đó, nếu vi phạm, người sử dụng lao động là cá nhân sẽ bị phạt cao nhất đến 10 triệu đồng, còn người sử dụng lao động là tổ chức sẽ bị phạt gấp đôi lên đến 20 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, xác định cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử. Các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cải cách hành chính. Thông qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Huyện Đông Sơn là địa phương được đánh giá thực hiện có hiệu quả công tác cải cách gắn với chuyển đổi số. Để có được kết quả này, công tác tuyên truyền luôn được huyện chú trọng. Hội thi sân khấu hóa tuyên truyền về cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được huyện Đông Sơn tổ chức là điểm nhấn về công tác tuyên truyền. Tham gia hội thi này có 19 đội với 285 thí sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thông qua hội thi đã tuyên truyền phổ biến sâu rộng các chủ trương quan điểm của Đảng, pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính, tuyên truyền việc triển khai và kết quả thực hiện các chỉ số đánh giá cải cách hành chính, chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền cách làm hay, hiệu quả của các cơ quan đơn vị địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Thông qua đó, đã nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tôi cảm thấy cuộc thi này là một cuộc thi vô cùng ý nghĩa và nó giúp cho không những bản thân tôi và những cái cán bộ đang công tác trong huyện Đông Sơn có thể nhận thức sâu hơn về chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước liên quan đến công tác cải cách hành chính. Bản thân tôi có thể vận dụng tốt hơn những cái chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trong cái thực thi cái nhiệm vụ thi hành pháp luật của mình. Tại huyện Nông Cống, công tác tuyên truyền về cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số cũng được huyện quan tâm. Ngoài việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện, xã, huyện Nông Cống còn mở các lớp tập huấn về cải cách hành chính
về chuyển đổi số, lồng ghép các nội dung cải cách hành chính thông qua các hội nghị. Đặc biệt là huyện Nông Cống đã phát huy tốt tổ công nghệ cộng đồng nhằm tuyên truyền hướng dẫn người thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số trên địa bàn. Tổ công nghệ cộng đồng của thôn được thành lập thì chúng tôi được đi tập huấn, triển khai và sau đó là về thì phối hợp cùng với ban công an xã đi đến từng hộ làm công tác định danh cá nhân cho từng người dân. Từ khi đó đến giờ thì chúng tôi đã triển khai 100% về định danh cá nhân. Thì đến giờ phút này thì có thể nói rằng nhân dân hết sức thuận tiện trong các cái việc giao dịch. Ví dụ như là bảo hiểm y tế hoặc là làm các thủ tục giấy tờ liên quan đến công dân. Công tác tuyên truyền thì tuyên truyền qua bằng nhiều hình thức, nhất là qua các cái hội nghị, bằng cái kế hoạch tuyên truyền họp hội để triển khai đến cán bộ, để cán bộ về triển khai nhân dân. Thứ hai, tuyên truyền qua các hội nghị của nhân dân, tuyên truyền qua các hội nghị của các hội đoàn thể, và đặc biệt là tuyên truyền hệ thống truyền thanh của xã, của thôn để người dân nắm được. Thời gian qua, công tác tuyên truyền về cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thường xuyên, liên tục, kịp thời. Nhiều hội nghị tập huấn, lớp đào tạo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cải cách hành chính, hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng trong quản lý điều hành được tổ chức. Từ việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc đến 100% các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được hỗ trợ cài đặt trên thiết bị di động, có tích hợp chữ ký số, tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo công chức xử lý văn bản mọi lúc mọi nơi. Người dân thực hiện các giao dịch trên không gian mạng đã không ngừng tăng lên, đặc biệt là việc thực hiện các hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, góp phần giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn. Trong thời gian vừa qua, thì huyện Nông Cống đã triển khai một cách quyết liệt trong cái vấn đề thực hiện cái cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Hiện nay đối với Nông Cống thì 100% số xã thị trấn đã được trang bị các cái thiết bị công nghệ rồi cái đường truyền đến các xã để phục vụ trong cái công tác điều hành. Thứ hai là tiến hành tăng cường cái công tác tuyên truyền đến người dân, đến tổ công, đến cán bộ công chức của các cơ quan đơn vị, các ban ngành và các xã thị trấn để làm nâng cao cái nhận thức của cán bộ công chức và người dân trong cái cải cách hành chính nói chung và cái chuyển đổi số, cái mức độ hài lòng của người dân ngày được nâng lên. Thứ hai là một cái giải quyết thủ tục hành chính rồi cung cấp cái dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 ở Nông Cống thì đã đạt trên 98% trên địa bàn huyện. Huyện Thạch Thành chúng tôi xác định đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng để thực hiện cái việc mà phát triển kinh tế xã hội cũng như là cải cách hành chính. Cho đến thời điểm này thì đã có 100% các cán bộ công chức huyện xã thực hiện cái quản lý và làm việc qua môi trường điện tử. Các cái hồ sơ văn bản đều được tạo lập và ký ở trên cái môi trường này. Và các cái nền tảng thì chúng tôi đều ứng dụng rất là nhiều các nền tảng, các cái phần mềm để đưa vào trong cái công tác quản lý và kết nối giữa liên thông giữa các cái nền tảng, các cái phần mềm này. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số trên địa bàn, tỉnh Thanh Hóa sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ và nhân dân, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành, đặc biệt là ứng dụng tốt phần mềm nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh. Nền tảng tích hợp dữ liệu cấp tỉnh đã kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia, đảm bảo việc gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp từ trung ương đến các địa phương, đảm bảo kết nối liên thông các phần mềm ứng dụng dùng chung, các phần mềm chuyên ngành trên địa bàn tỉnh, góp phần chia sẻ, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trong cơ quan nhà nước, phục vụ người dân doanh nghiệp được tốt hơn. Chuyên mục Nhà nước và Pháp luật hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.